Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, ở video trước, chúng ta đã tìm hiểu khái quát tình hình Đại Việt ở ba thời vua. Vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, vua Trần Thánh Tông, chức Trần Hoàng, vua Trần Nhân Tông, tức Trần Khâm, cùng với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên đầy hiển hách. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn lịch sử Việt Nam dưới thời Trần sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba. Bốn, vua Trần Anh Tông, tức Trần Thuyên. Trần Anh Tông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1276, mất ngày 21 tháng 4 năm 1320. Tên thật là Trần Thuyên. Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần. Trần Thuyên chính là đích trưởng tử của vua Trần Nhân Tông. Mẫu thân của Trần Thuyên chính là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu. Sau khi đánh bại quân Mông Nguyên lần 3, đến năm 1293, Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Thuyên, tức Hoàng đế Anh Tông. Ông lấy niên hiệu là Hưng Long, nên nhiều người cũng gọi ông là Hưng Long Hoàng đế. Theo chính sử, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì ban đầu, vua Trần Anh Tông sống khá buông thả, mê rượu chè, lại thường đi chơi thâu đêm. Có lần còn bị một số người ném gạch vào người. Nhưng sau khi vua cha Trần Nhân Tông vốn là người nghiêm khắc nên đã răn dạy Anh Tông. Sau đó, Anh Tông đã tự sửa sai và trở thành một minh quân và là một ông vua tốt của thời Trần. Vua Anh Tông luôn tin dùng những nhân tài như Trường Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trùng Ngạn, Phạm Hữu Lão, Trần Nhật Duật. Ông cũng là người đầu tiên bỏ tục xăm hình rồng vào đùi của các vua Đại Việt. Ông là người khá nghiêm khắc. Ông cũng là người ban chiếu cấm phạm húy tên của 8 vua nhà Lý cùng với các tổ phụ nhà Trần. Ban đầu, Anh Tông mặc dù rất chú trọng đến việc chiêu hiền đái sĩ nhưng lại phòng quá nhiều chức tước. Thấy vậy, Thái Thượng Hoàng đã khuyên rằng sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế? Từ đó, vua Anh Tông sử dụng người cẩn thận hơn. Vua cũng nối tiếp chính sách quan tâm giáo dục từ vua cha. Như vậy, nhờ sự giúp đỡ, quân sư của Thượng Hoàng và bề tôi, Anh Tông đã giữ vững sự hưng thịnh về chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Việt trong thời gian trị vì. Về đối ngoại, trong mối quan hệ với Mông Nguyên, Trần Anh Tông cũng rất kiên quyết. Khi Hốt Tất Liệt cho người sang yêu cầu Anh Tông sang chầu, ông đã cáo ốm không đi, cho Tử Kỳ sang đi cống. Nhân đó, Hốt Tất Liệt cho giam giữ Tử Kỳ tại Giang Lăng và chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Tuy nhiên, chưa làm xong thì Hốt Tất Liệt qua đời. Sau khi Hốt Tất Liệt qua đời thì Nguyên Thành Tông lên ngôi và ra lệnh bãi binh, trả Tử Kỳ về nước. Quan hệ Nguyên Việt từ đó trở lại bình thường. Tình hình ở phía Bắc khá ổn định thì Anh Tông lại gặp khó khăn ở mặt Tây Nam. Khi đó, Đại Việt bị người Ai Lao xâm lấn. Sau nhiều lần chinh chiến thì Ai Lao cũng thất bại với chiến công của Phạm Hữu Lão trong trận Mường Mai, nay thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trần Anh Tông cùng Thái Thượng Hoàng có những chính sách ngoại giao rất mềm dẻo và khéo léo. Hai người đã đồng ý gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Chế Mân dâng hai châu Ô Lý cho Đại Việt làm hồi môn. Tuy nhiên, được một năm sau hôn lễ thì Chế Mân mất. Vua quan nhà Trần đã tìm cách đưa công chúa về. Chính vì đưa công chúa về nên mối quan hệ giữa hai nước lại trở thành căng thẳng. Sau khi Chế Mân qua đời, Chế Chí lên ngôi gây sự với Đại Việt nhưng sau đó bị dập tắt. Nhà Trần lập Chế Đà A Bà Niêm làm vua chư hầu đất Chiêm. Mối quan hệ lại tốt đẹp trở lại. Đại Việt đã giúp đỡ Chiêm Thành khỏi sự xâm chiếm của Xiêm La, giúp người Chiêm chiến đấu giữ đất. Giống như cha mình, Trần Anh Tông cũng là một tín đồ Phật giáo. Đầu năm 1305, Trần Anh Tông đã lập con thứ tư là Trần Mạnh làm thái tử. Và đến ngày 18 tháng 3 âm lịch năm 1314, ông nhường ngôi cho thái tử Trần Mạnh. Ông lui về làm Thái Thượng Hoàng và được tặng tôn hiệu là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế.
cũng giống như đời trước, thì các thái thượng hoàng sẽ giúp đỡ và cố vấn cho vua. Trần Anh Tông là một trong những vị vua nhà Trần, giỏi cả thơ và vẽ, cũng rất là đẹp. Các tác phẩm của ông đều được đánh giá cao, ví dụ như tác phẩm Thủy Vân Tùy Bút, Vân Tiêu Am, Đông Sơn Tự. Năm 1318, Thái Thượng Hoàng Trần Anh Tông ốm nặng, và năm 1320, Trần Anh Tông qua đời ở cung Trùng Quang. Như vậy, ông trị vì được 21 năm, hưởng dương 45 tuổi. 5. Vua Trần Minh Tông, tức Trần Mạnh. Trần Minh Tông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1300, mất ngày 10 tháng 3 năm 1357. Tên thật là Trần Mạnh, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Trần. Trần Mạnh là con thứ tư và cũng là người con trai duy nhất sống đến khi trưởng thành của Trần Anh Tông. Mẫu thân của ông là Huy Từ Hoàng Phi họ Trần. Do các hoàng tử sinh ra trước đều khó nuôi, nên cha ông đã nhờ mẹ vợ là Thụy Bảo công chúa nuôi, sau đó lại giao cho Trần Nhật Duật. Trần Mạnh nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ cha. Chính sử gia Ngô Sĩ Liên đã nhận định, cái đức của Minh Tông mà nên được, tuy là do thiên tư tốt đẹp, còn là do sức dạy bảo của vua cha. Năm 1314, Trần Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Mạnh. Khi đó, Thái tử 14 tuổi, tự xưng là Ninh Hoàng. Các quan tôn hiệu là Thể Thiên Sùng Hóa Khâm Minh Duệ Hiếu Hoàng đế. Sử sách thì gọi là Trần Minh Tông. Một sứ thần nhà Nguyên khen Minh Tông là có hình dáng nhẹ nhàng như thần tiên vậy. Trần Minh Tông có một lệnh rất đặc biệt, đó là cấm cha con, vợ chồng và gia nhân kiện tụng nhau. Trong 6 năm đầu trị vì thì Thượng Hoàng Anh Tông vẫn có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách nhà nước. Nhưng sau khi Thượng Hoàng mất vào năm 1320 thì ông tự lo việc nước. Vua Trần Minh Tông cũng giống vua cha, là người rất trọng người tài, nghiêm khắc đến mức dù là dòng tộc nhưng không có tài thì cũng không được phong chức tước. Ông cũng quan tâm đến giáo dục, thi cử, quan tâm đến đời sống nhân dân, đến sản xuất nông nghiệp. Thời Trần Minh Tông, quan hệ giữa Đại Việt và nhà Nguyên ổn định, nhưng ở phía Nam lại căng thẳng với Chiêm Thành. Quân Chiêm Thành muốn chiếm lại hai châu Thuận Hóa mà người Chiêm gọi là Ô Lý, làm sinh lễ từ thời Chế Mân, Huyền Trân, nên thường xuyên quấy phá. Mặc dù thất bại, nhưng nhà vua rất thẳng thắn nhận lỗi là do bản thân mình. Trong thời gian trị vì của mình, Trần Minh Tông đã phạm phải một sai lầm, đó là quá tin bọn Nịnh Thần giết oan chú ruột, đồng thời là bố vợ, là Huệ Võ Vương Trần Quốc Trần. Theo một sử gia Hoa Kỳ, Taylor, trong sách của A History of Vietnamese, lịch sử của Việt Nam, xuất bản năm 2013, cho rằng Trần Minh Tông về cuối đời thường bị ám ảnh về cái chết của Trần Quốc Trần. Việc Trần Quốc Trần bị xử tử đã chấm dứt sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau trong hoàng tộc Trần, vốn là sức mạnh to lớn mà các đời vua trước đã gây dựng. Và cũng từ đó mà Trần Minh Tông trở thành một vị vua cô độc. Năm 1329, Trần Minh Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Vượng. Đến năm 1357, Minh Tông mất, ông thọ 58 tuổi. 6. Vua Trần Hiến Tông, tức Trần Vượng. Trần Hiến Tông tên thật là Trần Vượng. Ông là con trưởng của Trần Minh Tông. Mẹ ông là Minh Tử Quý Phi Lê Thị. Nếu theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá, thì Trần Vượng là một người tư trời tinh anh và sáng suốt. Vì khi lên ngôi, Hiến Tông còn nhỏ, nên quyền hành thực tế ở cả trong tay Thượng Hoàng. Bởi vậy, tuy có thời gian trị vì là 13 năm, nhưng Trần Hiến Tông không được tự chủ việc gì cả. Dưới thời của Hiến Tông, biên giới phía Bắc và phía Nam tương đối ổn định. Chỉ có một số cuộc giấy binh dẹp loạn Ngưu Hống ở Đà Giang hay đánh quân Ai Lao xâm phạm bờ cõi. Thời gian này, nhà Trần không tổ chức một kỳ thi nào cả. Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 1333 đến năm 1338, nước ta đã có nhiều thiên tai lớn xảy ra như lụt lội, bão gió, động đất. Trước tình hình đó, vua Trần Hiến Tông hạ lệnh cho lập các kho lương chứa thóc thuế để kịp thời cấp cho dân đói. Năm 1341,
vua Trần Hiến Tông Băng Hà, hưởng thọ 22 tuổi. Sau khi ông qua đời, Thượng Hoàng Minh Tông đã chọn người con thứ của Hiến Tử Hoàng Hậu là Trần Hạo lên ngôi, tức là Trần Dụ Tông. 7. Vua Trần Dụ Tông, tức Trần Hạo. Trần Dụ Tông sinh năm 1336, mất năm 1369, là vua thứ 7 của Triều Trần. Ông trị vì 28 năm, từ năm 1341 đến năm 1369. Tên húy của ông là Trần Hạo. Khi lên 5 tuổi, ông được lập lên kế vị. Đến khi 6 tuổi, ông được lập làm vua. Thượng Hoàng quyết định mọi việc. Chính sự khá tốt đẹp. Đến năm 1357, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông mất. Trần Dụ Tông chính thức nắm quyền triều chính. Ở giai đoạn đầu thời gian trị vì, vì ông làm được nhiều việc có ích, nhưng sau đó trở nên lười nhác, ham chơi, chỉ thích hưởng lạc. Từ đó, nhà Trần, triều đại phong kiến hùng mạnh bậc nhất Sử Việt phong kiến, với nhiều chiến công chói lọi của 3 lần đánh bại quân Mông Nguyên xâm lược, gắn với những vị vua tài giỏi như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, bắt đầu suy yếu trong tay một ông vua kém cỏi, Trần Dụ Tông. Ông từng chết đi rồi sống lại, nổi danh ăn chơi nức tiếng trời Nam, do đi chơi đêm bị cướp mất cả kiếm và ấn tín. Đó là những mẩu chuyện có 102 về một ông vua ăn chơi thời Trần, Trần Dụ Tông. Sử gia Ngô Sĩ Liên có nhận xét như sau: vua tính rất thông tuệ, học vấn cao minh, chăm lo việc võ, sửa sang việc văn, các di thần đều phục. Đời Thiệu Phong, chính sự tốt đẹp, nhưng từ năm đại trị về sau, chơi bời quá độ, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Tất cả các chính sử đều ghi chép lại những thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông. Vào tháng 6 năm 1366, vua Trần Dụ Tông đi chơi ở Mễ Sở, đến canh ba mới trở về kinh. Khi vua đi đến sông Chử Gia thì bị kẻ cướp chặn đường lấy mất cả gươm báu lẫn ấn báu. Mà gươm và ấn báu là biểu tượng của quyền lực tối cao của một vương triều. Thật khó tin mà lại có thật. Sau khi bị cướp, ông cho đó là điểm giữ, chắc rằng ông khó có thể sống được lâu, nên vua lại càng thả sức chơi bời, ham mê sắc dục. Điều đó đã khiến cho cơ nghiệp nhà Trần ngày càng suy thoái. Vào thời điểm ông trị vì, nạn cờ bạc không chỉ còn có ở ngoài dân gian, mà ngay cả trong cung cấm và chính nhà vua cũng là người chơi cờ bạc. Theo sử cũ, vua cho gọi hết những người giàu ở các vùng lân cận vào cung đánh bạc lấy vui, có khi chơi liên tục 2 đến 3 ngày. Đến cuối đời, ông càng bỏ bê triều chính, ham mê tử sắc, thu sưu cao, thuế nặng, khiến cho nhân dân vô cùng cực khổ. Do bỏ bê nông nghiệp nên mất mùa liên miên, nhân dân làm loạn. Trong triều thì các quan chia bẻ kéo phái. Đến năm Kỷ Dậu, tức năm 1369, Trần Dụ Tông Băng Hà, thọ 34 tuổi, trị vì được 28 năm. Sau khi ông Băng Hà, triều đình rơi vào tình trạng loạn lạc, bởi trước khi Băng Hà, ông lại truyền ngôi cho Trần Nhật Lễ, con nuôi cố cung túc vương Trần Nguyên Dục, anh của Dụ Tông. Như vậy, Nhật Lễ lại không phải là dòng dõi nhà vua. Mẹ của Trần Dụ Tông là Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu đã biết sự thật đó, nên Trần Nhật Lễ liền cho người bí mật đầu độc bà. Nhà Trần từ đây giống như lao xuống vực thẳm. 8. Trần Nghệ Tông, tức Trần Phủ. Trần Nghệ Tông có tên thật là Trần Phủ, sinh năm 1321, là con trai thứ 3 của Trần Minh Tông. Mẹ là Minh Tử Quý Phi Lê Thị. Trần Nghệ Tông có thể nói là vị vua đã dẹp loạn được triều chính, hậu quả do vua Dụ Tông để lại. Ông cũng có công khôi phục lại nhà Trần. Tiếc rằng, ông lại không phải là người quyết đoán và cương nghị. Ông lại trọng dụng ngoại thích và để cho Chiêm Thành, khi đó là thời của chế Bồng Nga, đánh chiếm. Vua Nghệ Tông phải bỏ kinh thành, chạy sang Đình Bảng. Quân Chiêm vào được đến kinh thành đã cho đốt cung đình, bắt đàn bà con gái, lấy hết tiền bạc châu báu rồi rút quân về nước. Năm 1372, Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính, lui về Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 1394, ông Băng Hà, thọ 75 tuổi. 9. Trần Duệ Tông,
tức Trần Kính. Trần Duệ Tông, tên thật là Trần Kính, sinh năm 1337 và mất năm 1377. Ông là con thứ 11 của Minh Tông, em Nghệ Tông, mẹ là Đôn Từ Hoàng Thái Phi. Khi anh trai ông, tức Nghệ Tông đi lánh nạn, Trần Kính đã chiêu mộ quân lính, vũ khí, lương thực để đánh Nhật Lệ, đón Nghệ Tông về. Chính vì thế, ông được anh trai nhường ngôi. Ông là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị tử trận khi đương quyền, cũng là vị hoàng đế đầu tiên tử trận khi đánh với Chiêm Thành trong 7 thế kỷ chiến tranh Việt-Chiêm. Trần Duệ Tông do ương gàn cố chấp, không nghe lời can, khinh thường quân giặc, chủ quan nên mang họa vào thân. Từ sau thời Trần Minh Tông, ông là vị hoàng đế duy nhất có cá tính mạnh mẽ, mang hoài bão chấn hưng quốc gia. Chỉ tiếc là vấp nhiều sai lầm. Ông băng hà khiến cho lịch sử nhà Trần bước sang một giai đoạn mới. Anh ông là Trần Nghệ Tông là người nhu nhược, vốn hoàn toàn dựa vào ông, nên sau khi ông mất, lại đi dựa vào Hồ Quý Ly, khiến cho cơ nghiệp nhà Trần suy sụp. 10. Trần Phế Đế hay Trần Hiệu. Trần Phế Đế sinh ngày 6 tháng 3 năm 1361, mất ngày 6 tháng 12 năm 1388. Tên thật của ông là Trần Hiện. Ông còn có tên gọi khác là Sương Phù Đế hay Trần Giản Hoàng. Trần Phế Đế là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Trần. Ông trị vì khoảng 10 năm, từ năm 1377 đến khi bị phế vào năm 1388. Trần Phế Đế là con thứ của vua Trần Duệ Tông. Mẹ ông là Gia Từ Hoàng hậu Lê Thị. Vào năm 1370, Dương Nhật Lễ bị cung định vương Trần Phủ lật đổ, lên ngôi vua và trở thành vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần. Đến năm 1372, vua Trần Nghệ Tông đã nhường ngôi cho em mình là cung tuyên vương Trần Kính, chính là Trần Duệ Tông. Không may năm 1377, Trần Duệ Tông bị thảm bại trong trận Đồ Bàn khi đích thân đem 12 vạn quân đánh Chiêm Thành. Trần Nghệ Tông thương em, chết vì nước, nên đã cho lập con trai của Trần Duệ Tông lên ngôi, đó chính là Trần Hiện, tức Trần Phế Đế. Khi đó, ông mới 16 tuổi. Trần Phế Đế làm vua, nhưng mọi quyền hành vẫn do Nghệ Tông nắm giữ. Như vậy, Trần Phế Đế gọi Trần Nghệ Tông là bác. Trong 10 năm trị vì của Trần Phế Đế, tình hình nhà Trần tụt dốc thảm hại. Thấy tình hình Đại Việt rối ren mà vua bất lực, vua Chiêm Thành là chế bổng Nga đang ở thế mạnh nên liên tục tiến đánh và cướp phá. Vào năm 1377, chế bổng Nga đã đem quân đánh thẳng vào Thăng Long. Từ đó đến năm 1382, Chiêm Thành liên tục có những trận đánh sang Đại Việt. Kho tàng Đại Việt trống rỗng vì chiến tranh. Triều đình tăng thuế để cứu kho khiến cho nhân dân cực khổ, lầm than. Khi đó, triều đình bắt mỗi xuất đinh đóng 3 quan tiền thuế. Tuy tình hình như vậy, nhưng vua Trần Phế Đế dửng dưng như không quan tâm đến việc chống giặc Chiêm Thành. Ông chỉ lo cất giấu của cải. Năm 1381, Phế Đế mở khoa thi Thái học sinh, những tưởng để chọn người tài mưu lược. Hóa ra sau đó lại chọn những người khỏe mạnh để tham gia vào quân đội. Sự việc kỳ lạ này khiến mất lòng nhân dân, các binh sĩ thì chán nản. Ông cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông do quá tin dùng ngoại thích là Hồ Quý Ly nên đã giao cho Hồ Quý Ly nắm quyền hành lớn. Hồ Quý Ly dần dần thâu tóm tất cả quyền lực. Các binh sĩ, quan lại đều thấy rằng Hồ Quý Ly muốn lật đổ nhà Trần. Thế nhưng Trần Phế Đế và Trần Nghệ Tông lại vẫn tin tưởng Hồ Quý Ly. Sau này, Trần Phế Đế đã bắt đầu nhận thấy mối nguy từ Hồ Quý Ly, nhưng lúc đó đã quá muộn. Không lâu sau khi tỉnh ngộ thì ông nhận một cái chết tức tuổi. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên có đánh giá về vua Trần Phế Đế như sau. Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày càng về tay kẻ dưới, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. 11. Trần Thuận Tông, tức Trần Ngung. Vua Trần Thuận Tông, tức Trần Ngung, trị vì từ năm 1388 đến khi bị ép nhường ngôi năm 1398. Ông là vị vua áp chót của nhà Trần. Trần Ngung là con út của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông. Trần Thuận Tông được đánh giá là ông vua chỉ ngồi giữ ngôi không, còn việc nước
thì tất cả ở trong tay bố vợ là Hồ Quý Ly. Năm 1394, Trần Nghệ Tông mất, Hồ Quý Ly lên làm phụ chính thái sư. Từ đây, Hồ Quý Ly thâu tóm toàn bộ quyền bính để dễ tính đường cướp ngôi. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Thuận Tông phải rời kinh về Tây Đô, Thanh Hóa. Một năm sau, Hồ Quý Ly tiếp tục ép vua nhường ngôi cho con trai là Trần Án để đi tu. Sau này, ông bị Hồ Quý Ly sai người giết chết. Khi đó ông mới 22 tuổi. 12. Trần Thiếu Đế, tức Trần Án. Trần Thiếu Đế tên thật là Trần Án, sinh năm 1396, mất năm 1400, là vị hoàng đế thứ 12 và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Trần. Khi Thiếu Đế lên ngôi, mới có 3 tuổi, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lúc đó đã băng hà. Quyền hành nằm trong tay của Hồ Quý Ly, ông ngoại của Thiếu Đế. Năm 1400, Thiếu Đế bị buộc phải nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. Nhà Trần sụp đổ, nhà Hồ được thành lập. Các bạn vừa theo dõi lịch sử Việt Nam thời Trần 1225 đến 1400 phần 2. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.